Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách may quần lưng thun có 4 thân bằng nhau. Số đo như sau: dài quần 92, vòng mông 90, hạ gối 50, vòng ống 40. Thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ một đường thẳng dọc và một đường thẳng ngang. Bây giờ chúng ta sẽ tính dài quần. Thì dài quần bằng số đo. Số đo của mình ở đây là 92. Mình kẻ một đường thẳng. Tiếp theo, mình sẽ tính hạ đáy. Hạ đáy thì bằng vòng mông chia 4 cộng cho vòng mông chia 10. Mông của mình là 90 chia cho 4 thì được là 22,5. Cộng cho vòng mông chia 10. Mông chia 10 thì được 9 nữa. Là bằng 31,5. Và mình kẻ đường vuông góc. Bây giờ mình sẽ tính ngang eo. Tiếp theo mình sẽ tính ngang lưng. Ngang lưng thì bằng vòng mông chia 4 cộng cho 1. Mông của mình là 90 chia cho 4 thì được 22,5 và cộng 1 là 23,5. Mình sẽ làm tròn là 24 cm. Ngang đáy thì bằng vòng mông chia 4 và cộng cho vòng mông chia 10. Mông của mình là 90 chia 4 thì được 22,5 và cộng cho mông chia 10. Và cộng cho vòng mông chia 10 thì mình sẽ được 9 cm nữa, là bằng 31,5. Mình làm tròn là 32. Tiếp theo mình sẽ tính là vào đáy. Vào đáy thì bằng vòng mông chia cho 20. Mông của mình là 90 mà chia cho 20 thì bằng là 4,5. Sau đó ta sẽ nối hai điểm đi lại với nhau. Và ta chia đoạn thẳng này ra 3 phần bằng nhau. Chúng ta vẽ đường ngang mông. Sau đó ta sẽ nối hai điểm đi lại với nhau. Chúng ta chia hai đoạn này ra. Và nối xéo hai điểm này lại với nhau. Đoạn này chúng ta chia ra làm 3 phần bằng nhau. Sau đó chúng ta sẽ đánh cong vòng đáy đi qua 1/3. Đoạn ngang đáy chúng ta chia làm 2 phần bằng nhau. Ở đây đoạn ngang đáy của mình là 32 cm, thì mình chia làm 2 thì được mỗi bên là 16 cm. Từ đường thẳng dọc chúng ta lấy vào là 16 cm. Chúng ta nối 3 điểm này lại với nhau thành một đường thẳng. Chúng ta tính thông số hạ gối. Hạ gối bằng số đo bằng 50 cm. Chúng ta kẻ đường vuông góc với đường chính trung. Tiếp theo chúng ta sẽ tính tới ngang lai. Ngang lai thì bằng vòng lai chia cho 2. Vòng lai của mình là 40 chia cho 2 thì được 20. Vậy thì từ đường chính trung chúng ta sẽ lấy qua mỗi bên là 10 cm.
Bây giờ chúng ta sẽ đặt thước trùng điểm đầu đáy và điểm đầu lai. Sau đó chúng ta xác định liên kết tại đường ngang gối. Và từ điểm này chúng ta sẽ lấy vào phía bên trong là 1 cm. Sau đó chúng ta sẽ nối hai điểm này lại với nhau thành một đường thẳng. Đoạn này chúng ta sẽ đánh cong lõm vào một chút. Bây giờ chúng ta sẽ đo cái khoảng cách từ đường chính trung ra đường vàng là bao nhiêu. Ở đây mình đo là được là 13.5 cm. Chúng ta sẽ lấy đối xứng vào phía bên này. Từ điểm này chúng ta sẽ lấy vào là 5 mm. Sau đó chúng ta nối các điểm này lại với nhau. Mình sẽ dùng bút mình đo đậm lại. Mình sẽ dùng bút mình đo đậm lại cho các bạn thấy được rõ. Bây giờ chúng ta sẽ chừa đường mây. Lưng thì chúng ta sẽ là chừa 3 cm. Những vị trí đá đuôi ké rất quan trọng, cho nên các bạn chú ý theo dõi. Ở các vị trí lai và lưng, chúng ta phải đá đuôi cá ra giống như thế này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.